Hello cả nhà, quay lại với kênh của đặc sản miền Tây tôi của em nha. Hôm nay chính thức khô nhái có hàng lại nha mọi người. Hàng em mới vừa cập bến luôn ha. Đây, khô nhái vẫn chuẩn như ngày nào. Nhái cơm loại 1, chuẩn size nhỏ nhất cho mọi người nha. 1 kg, dao động từ 800 đến 1.000 con ha. Mỗi một con nó chỉ to bằng đầu đũa thôi nha mọi người. Đây, em có lấy cái đũa ra cho mọi người xem ha. Đây, chuẩn cái size nhái cơm là mình cứ lấy cái đầu đũa ra mình đối chiếu ha. Mỗi một con nó chỉ cỡ đầu đũa thôi là chuẩn. Còn ai bán nhái cơm mà mọi người lấy ra so mà con nhái to hơn đầu đũa thì không có chuẩn nha. Nó là con ếch con á. Bịch này là nửa ký thôi nè, rất là nhiều. Rất là nhiều luôn ha. Bữa nay giá cũng còn hơi cao nha mọi người. Bữa nay bán lẻ giá 620 một ký. Ai lấy sỉ thì inbox cho em báo giá sỉ nha. Em đóng bịch này nửa ký ha. Này lên được một bao. Bao này gần 20 ký thôi, mà không có nhiều ạ. Hàng sẽ lên liên tục nha. Tại vì hàng dồi dào lại, giá bình ổn lại thì em sẽ lên hàng liên tục. Mấy tháng vừa rồi không có hàng, mùa nắng là không có hàng. Bữa nay ở dưới miền Tây bắt đầu mùa lũ rồi. Hôm nay em có đăng bán cá linh non rồi đó. Bữa nay bắt đầu mùa lũ rồi thì một số đặc sản miền Tây nó có lại rất là nhiều ha. Đặc biệt là khô nhái, chục đồng thì nay cũng giá nó cũng đã hạ rồi ha. Mọi người có nhu cầu thì inbox cho em. Giá lẻ thì em báo trực tiếp luôn, 620 một ký là hai bịch như thế này ha. Mặt bằng giá chung năm nay nó khá là cao. Năm rồi em bán chỉ có 550, 580 là cùng thôi. Và những năm trước có năm em bán chỉ có 440, 420, 430 thôi. Bán rất là chạy. Năm nay mặt bằng giá rất là cao do thiên nhiên không còn ưu đãi nữa. Nhái rất là ít. Ai có nhu cầu inbox cho em nha mọi người. Thông tin của em đây ạ. Còn một vấn đề khá là quan trọng nữa là mọi người mua ở đâu cũng vậy thì quan trọng là cái trọng lượng. Chị em mua tại Châu Đốc An Giang, mua tại khu du lịch của núi Bà ha, nhưng mà người ở dưới luôn mà mua mà cân lên chỉ có 4,5 lạng thôi mọi người. 4,5 lạng thôi. Giá thì người ta bán ở dưới An Giang là 650.000 nhưng mà cân lên chỉ có 4,5 lạng thôi. Và chị em có phản hồi với em như vậy. Cho nên mình những mặt hàng giá trị cao như thế này thì mình nên chọn những chỗ uy tín mình mua ha. Riêng hàng của em cân cực kỳ chuẩn. Đây, cân cực kỳ chuẩn. Cân chỉ có từ đủ tới giác thôi chứ không bao giờ thiếu cho mọi người đâu ha. Này. Tại vì hàng giá trị rất là cao, mọi người cứ tưởng tượng 62.000 một lạng mà người ta ăn gian của mình một lạng là mất hết 62.000 rồi. Mua những chỗ đó thì rất là bực mình ha mọi người. Chỗ đó bà chị em mua vẫn là chuẩn nhái cơm thôi, nhưng mà họ bán cho khu du lịch. Họ bán cho khu du lịch, bán cho núi Cấm á. Cho nên là người ta bán khách du lịch, người ta cứ nghĩ là người ta bán một lần rồi thôi á. Bán một lần rồi thôi nên người ta cứ cân ăn gian như vậy á. Một bịch cân lên chỉ có 4,5 lạng thôi. Về nhà mới vỡ lẽ ra ha. Mọi người mua hàng này nhớ lưu ý cái điểm này giùm em. Ai có nhu cầu inbox cho em nha. Cần sỉ thì inbox Zalo cho em.